Hôm nay ngày 17 tháng 12, Sở Giáo dục Đào tạo Phú Thọ đã có báo cáo bằng văn bản gửi Bộ Giáo dục Đào tạo xung quanh việc hiệu trưởng trường phổ thông dân tộc nội trú Trung học cơ sở Thanh Sơn bị tố xâm hại các nam sinh. Bộ Giáo dục Đào tạo khẳng định đây là hành vi không thể chấp nhận được và yêu cầu Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Phú Thọ xử lý nghiêm minh vụ việc vi phạm đạo đức nhà giáo nói trên, đồng thời chỉ đạo quán triệt trong toàn ngành việc tuân thủ các quy định về đạo đức nhà giáo, về phòng chống bạo lực học đường và các quy định khác đã ban hành.